Hello tất cả anh em nha và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi đất cho chân lý mùa 5.5 này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách cũng như là những cái ý tưởng mà anh đặt ra cho mình nha. Nên nếu như mà anh em muốn mình làm gì á thì cứ bình luận ở phía dưới hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình luôn nha anh em ơi. Cái link mình có để ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận á. Anh em kéo xuống dưới là thấy à. Thì nhận ý tưởng cũng như là ý kiến cũng khá là nhiều anh em về hai con tướng bốn vàng này, đó chính là con Lucian và cũng như là con Draven. Khi mà anh đưa ra gọi là ý tưởng là x3 cùng đao với hai con này á, một con là đam cực kỳ cao luôn với cái rìu của nó, còn một con thứ hai á là thanh trần anh em à. Tốc độ bắn càng nhanh thì nó sẽ thanh trần được càng nhiều đạn cũng như là đam nó càng cao nha. Và buổi mình hỏi anh em ơi là thanh trần của Lucian có cộng dồn với cái cuồng đao không thì rất là nhiều anh em bảo là có, nên cũng có nhiều anh em bảo là mình làm thử luôn á. Thì hôm nay mình quất luôn, một là Draven còn hai là Lucian nha. Tại vì mình đưa ra hai cái option như vậy anh em ơi, tại vì là level 8 á thì mình roll ra con nào trước thì mình quất con đó thôi, hoặc là level 8 mà người nào mà giành tướng nhiều á thì mình sẽ chuyển qua con còn lại nha. Tại vì tướng 4 vàng mà bị giành tướng một phát thôi là chắc chắn là không thể lên được 3 sao rồi đó anh em ơi. Nên mình phải lựa con nào mà 4 vàng mà không có người chơi á hoặc là ít người chơi thì mình làm trước nha. Ok, lúc đầu game đến giờ là mình fit máu cũng gọi là xương xương được hai cái cuồng đao. Nói chung là mình fit tầm giữa giữa thôi anh em ơi, tại vì mình lấy được cả cung gỗ nè, lấy được cả gậy nè. Đó nên fit tầm giữa giữa thôi, để thứ nhất là dễ lấy đồ, thứ hai là lên level 8 mình còn có thể mà combat lại, chứ mà fit sâu quá lên level 8 chưa kịp roll thì cúp luôn là có thật đó, bị rất là nhiều lần rồi anh em ơi, phải rút kinh nghiệm nha. Mình tạm thời là cho con Kalista này mang cuồng đao nha anh em ơi. Lúc đầu đép thì cũng khá là ok đấy, không phải là dạng vừa đâu. Mới roll được cái quả Lee Sin 2 thì nó cũng ok. Cung gỗ cuồng đao có hay không đây? Ôi hai cái gậy, hai cung gỗ, thoải mái luôn anh em ơi. Thoải mái mà lựa chọn luôn, cái sợ gì mà giành tướng đâu, giành đồ đâu. Anh em nào xem thấy hay và muốn ủng hộ cho mình thì có thể bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông nè, hoặc là bấm thêm cái nút like anh em ơi, để giúp mình tiếp thêm động lực để cho mình làm những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Thì mình cũng có một kênh tên là Biu á, chuyên đăng về Liên Minh Hiện Thoại cũng như là chế độ URF là một cho tất cả là các kiểu anh em ơi, hoặc là đồ dị meta đồ các kiểu luôn á về Liên Minh Hiện Thoại nha. Anh em nào muốn xem hoặc là muốn ủng hộ cho mình thì có thể lên YouTube anh em search tên là Biu là nó sẽ ra nha, kênh phụ của mình nha anh em. Ok, ok, có gậy rồi, thiếu đúng một cái cung gỗ thôi là đủ. Còn tận một rau đi chợ, hai rau quái và còn rất là nhiều rau gọi là đồ lẻ mà có thể lấy luôn, như là rau 4.2, 5.2, đồ lớn cũng có luôn nha anh em ơi. Và rau 3.6 tiếp theo. Nếu mà nó ra cuồng đao ánh sáng á thì quái gọi là đẹp rồi, mắc binh luôn anh em à. Cuồng đao ánh sáng có hay không đây? Nhưng mà tỷ lệ mà nó rớt ra cái quả cuồng đao ánh sáng nó cũng hơi thấp. Nếu mà mình cần 3 món á, nó rớt ra một trong ba món đó thì tỷ lệ nó còn cao, chứ bây giờ mình chỉ còn cần đúng một món cuồng đao thôi mà nó rớt ra quả cuồng đao ánh sáng á thì gọi là quái hơn, còn không thì cũng là bình thường nha. Có không đây? Không có anh em ơi, có đại bác ánh sáng. Ui toàn đồ búp, đồ thủ, đồ không à, găng nè, tim băng nè, áo tròn rồi cốc nữa anh em ơi, toàn đồ sida không thích nhờ, mất đồ nào được luôn ấy. Đấy, cái găng nha, cái găng này thì được cái là nó cover cho nguyên team của mình luôn, khá là hợp lý đó. Cái này là cái đồ thủ mà ánh sáng mà mình nghĩ là lợi hại nhất hiện tại luôn anh em ơi, tại vì nó búp cho toàn team của mình luôn á, là một cái chống skill rất là mạnh luôn. Kiểu như là giờ cái găng này là không cần phải cho con carry chính mang nữa. Hồi trước nó chưa có sửa lại cái găng này nha anh em ơi, là con carry chính là thường hay mang cái găng này là khắc chế những cái con mà pháp sư bắt lẻ như sâu sát thủ các kiểu á, nhưng mà bây giờ thì chỉ cần cho cái con nào mà đứng cạnh bên mình mang thôi, đó là găng thường nha. Đó, cho con mà đứng cạnh bên mình mang là được rồi. Còn cái này thì vuốt thần tích anh em à, gọi là găng ánh sáng đó, thì chỉ cần cho đạo một con nào đó thôi thì nó sẽ búp cho nguyên team luôn, khá là ok. Này tiếp tục lên level thôi. Anh em cũng bảo mình làm thử là con Heimerdinger 3 sao x3 cùng đao. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mà Heimerdinger đúng không, mà 3 cùng đao mình nghĩ là 2 sao thì nó sẽ quẩy được nhiều hơn anh em ơi. Tại vì mình cũng có hỏi và cũng đã có đọc qua
gọi là nghiên cứu một tí á, thì cái súng, ủ súng của con Hammer nó sẽ tỷ lệ thuận với tốc đánh của con Hammer Dinger. Là giả bộ con Hammer Dinger nó cầm 3 cuồng đao đúng không, nó đánh gọi là tích số cuồng đao càng nhiều, tốc đánh nó càng cao, thì cái ủ súng của con Hammer Dinger nó sẽ bắn càng nhanh đó. Nên mình nghĩ nếu mà muốn thể hiện nhiều thì Hammer Dinger 2 sao thôi là đủ. Còn thử trận này con gì nó độ mình, nó độ mình con gì thì mình chơi cái con đó thôi. Mình quyết định mình làm con tướng 4 vàng thôi, tại vì lúc đầu game nó ra cho mình Neko khá là sớm nha anh em ơi. Nó ra cho mình Neko khá là sớm nên có thì phải xài thôi chứ sao giờ. Xài tướng 2 vàng, 3 vàng thì nó cũng hơi phí. Quốc 4 vàng luôn. Đấy. Ở kênh của mình đã đăng rất là nhiều về meta nè, đồ dị nè hoặc là thử thách đó. Nên anh em nào mà chưa xem thì có thể bấm vào phần video của mình đã đăng xem nha. Meta thì mình đã cập nhật hàng ngày luôn, cập nhật phải gọi là mới nhất, hot nhất giúp cho anh em để leo ra một cách ổn hơn và cập nhật thêm những cái meta đó không bị lạc á. Gọi là anh em biết cái meta đó thì anh em sẽ biết cách các khắc chế của meta đó như thế nào, hoặc là chơi được thêm nhiều bài thì nó sẽ lợi hại hơn là một bài đúng không. Rồi ok, tiếp tục tích tiền lên level 8 thôi nha. Ông top 1 vẫn là 100 máu à, nhìn hơi rén đấy, gặp đội hình mình vẫn thắng mà. Thôi thắng không, thắng không, thắng không. Ui vẫn thắng kìa, tưởng xuất ra được cái chủ thắng của ổng thì ngon. Cung gỗ luôn, đây là lý. Ma sứ nó ra kìa, mà cái con Aphelos này bay cùng đao thì mình có làm rồi nha anh em. Aphelos bay cùng đao thì mình có làm rồi, Dana bay sojin mình cũng làm rồi nè, gọi là cho tên bạn nhảy cha cha cha, nhảy cực đẻ luôn anh em à. Tại vì Dana bay sojin nó bay ràng sâu, cứ hai đòn đánh thường rồi nó hất tung lên thượng cái tên bạn nghỉ luôn, mấy anh carry sau nghỉ. Hiện tại thì bên Trung Quốc nó đang cũng hot một cái meta về khai dích thần sứ carry cũng khá là hot, nhưng mà mình chưa có test thử anh em à, mình vẫn đang tìm hiểu. Mình test thử nó, nhưng mà bài nó mạnh đó, hợp lý mà có thể leo rank được đó, thì mình sẽ làm một bài nhẹ nhẹ nha và gửi tới cho tất cả anh em xem. Thì cái bài đó mình tìm hiểu được ở trên mạng cũng như là theo dõi mấy cái ông streamer bên nước ngoài anh em ơi, người ta chơi cũng khá là nhiều. Mà về cái độ hiệu quả thì mình chưa biết, nhưng mà con tướng một vàng khai dích mà carry mình thấy nó cũng không mạnh cho lắm á. Nếu như mà để lọt top hoặc là ra nhiều chơi thì được á, còn nếu như mà để lọt top 1 thì cũng hơi khó đó. Tại vì khai dích là tướng một vàng đã không nói rồi nè, còn là tướng một vàng mà gây đơn mục tiêu nữa, nên để mà carry thì tôi cũng hơi khoai đấy. Ok, đội hình này thì có thể xoay được kẻ Draven, xoay được kẻ Lucian nha anh em. Chơi được hết, tại vì hiệp sĩ nè, có thể chơi hiệp sĩ, vệ binh với lại là Lucian nè, hoặc là quân đoàn nè, chơi quân đoàn thiết giáp hiệp sĩ nè. Đó, một trong hai con đều được. Ui ông này 6 đồ đam anh em ơi. Ông này 6 đồ đam. Holy shit. Cái này chắc là do ổng ra 5 long tộc quá sớm nè. Nè anh em ơi, ấp trứng vàng chắc là từ rau 3 chấm mấy luôn quá nên đồ nó mới nhiều vậy nè. Tại vì tầm trứng vàng cấp 2 chứ. Trứng vàng cấp 2 á là đã có tỷ lệ xuất hiện đồ rồi. Còn trứng vàng cấp 3 là tỷ lệ xuất hiện Neko nha. Ok. Mình đủ đồ rồi anh em à. Giờ người ta lấy cái gì còn gì thì mình chơi cái đó thôi. Hôm qua mình có đăng bài Jesu Meta và nó đang hot lắm á. Anh em nào mà cập nhật sớm được, anh em chơi được thì leo răng rất là ác nha. Và đó đang mạnh lắm. Mới đăng ngày qua luôn á. Anh em nào mà chưa xem thì bấm vào phòng video của mình là thấy à. Ok, level 8 nào. Bỏ Galio vào cái nhẹ nhoa. Bay quân đoàn, bay hiệp sĩ. Mày nó hơi cấn một tí. Hơi cấn một tí. Cái bài khai dích thần sứ carry là mình nhớ tới một cái bài mà hồi tầm mấy tuần trước thôi, nó cũng khá là hot, nhưng mà cái độ hiệu quả của nó mình
thấy không cao nên mình không có làm anh em ơi. Đó chính là bài Garage Carry á. Bài đó mình test thử thì nó cũng tầm trung đó anh em ơi. Nói chung là mạnh thì không mạnh nhưng mà cũng hơi yếu đó, nên mình không có làm. Và cái bài đó cũng xuất hiện từ Trung Quốc chứ đâu ra. Ông này Yasuo cầm đồ giống Aphelios gì, chơi hiệp sĩ với lại là kỵ sĩ là chắc chơi Aphelios bà nó rồi, nhưng mà roll không ra hay sao á. Xui cho ông này. Ồ, level 8 mới lên có Teemo luôn, ảo mà đấy. Này đánh quá mà tí là ngon nhất là cứ cho mình một cái Nerco đi là tính gì tính nha. Hoặc là round 5.2 anh em ơi. Round 5.2 là nó sẽ xuất hiện một cái ô đồ cho mình chọn. Có thể là có biến hệ nè, có cả trang bị nè, mảnh trang bị nè, trang bị lớn nè. Hoặc là có cả đập đồ, tách đồ và cả Nerco nha. Nói chung là cái vòng 5.2 là nó sẽ xuất hiện mọi thứ ở đây mà. Nó có thể xuất hiện là mọi thứ nha. Ông này tính mẹ vàng chiến binh à? Gặp Minh đi mẹ vàng cái gì không biết. Ô, mạnh thế, chắc thua rồi. Mà chắc mình thua anh em ơi. Kalista nó quăng con Nili với lại là Olaf á. Nản luôn. Quăng Nili thì đã đành rồi, hụt bắn hụt không mà quăng skill phải gọi là 3-4 lần mới chết được ẻm. Xong rồi quăng sang con Olaf mà sao giúp gai. Quăng muốn mệt luôn á. Ok, cái Draven thì mình chơi tạm trước nha anh em, để xem tí nữa roll ra con gì nhiều á. Đó, giả bộ nó ra một con Draven trước mà tí nữa roll một phát ra 4 Lucian thì mới hài. Xem thử rang gì nhiều thì mình làm con đó nha, tại vì đồ hình này thì xoay sang cả hai con đều được. Có vệ binh sẵn, có thiết giáp, có hiệp sĩ sẵn luôn à. Tướng 5 vàng level 8 trận này ra hơi nhiều á. Aphelios ra đúng nhiều luôn, nãy giờ mình biết là chắc phải 4-5 con rồi. Mình không biết là hai găng là nó cộng dồn không ta, một cái găng ánh sáng một cái găng bình thường, biết cộng nếu mà nó cộng dồn thì có hơi ảo đấy. Ra về nó quăng kìa anh em thấy không. Ủa, nhất cái nách. Trận này anh em chơi quân đòn khá là nhiều nha, nên Draven người ta chơi cũng nhiều quá. Đây ông này chưa gì mà bích thêm bang Draven rồi. Rồi ok nha anh em ơi, chốt nha, chốt Lucian nha, không chơi Draven nữa nha anh em. Không chơi Draven. Ui, ông kia cũng giành Lucian luôn. Căng thế nhờ. Ông chơi Lucian thì cũng top, mà ông chơi Draven thì cũng gần top anh em. Dắt ba cùng đao à. Nếu mà dắt ba cùng đao thì có ổn áp không ta? Tại vì dắt ba cùng đao thì mình cũng chưa làm á anh em. Dắt mới bị ăn nếp xong đấy chứ. Anh trai Long tộc này áp ra quả giáp thiên thần luôn này, chịu rồi. Lột giáp thiên nhiên, chịu rồi. Áp cái quả trứng chất lượng quá. Draven một sao bắn có hơi mỏi tay, bắn hơi mỏi tay. Dắt thì mình có đồ nào còn vui thì mình ghép cho nó thôi. Cái ông kia làm quả dắt vàng chiến binh chất lượng người ta. Ui. Chơi tính chơi Lucian cũng lạ, đồ Draven mà dắt là được hai sao trước. Ây da. Ông này đồ Draven sắp đi nè.
Ui, 6 Draven rồi. Ông này chơi dắt nè, ông kia chơi Lucian. Ok, để xem thử như thế nào nha anh em. Này vẫn chưa chốt được đâu. Này vẫn chưa chốt được anh em. Dành Draven của tôi. Dành Draven của tôi. Bắn. Mấy Draven cầm bay cuồng đao bắn tấu hà thật coi anh em ơi. Bắn đúng ngứa luôn. Nhưng mà nếu đó là Draven bay sao nha. Nếu đó là Draven bay sao bay cuồng đao á thì đó là một cái chuyện khác. Rồi một ông Draven đi nè. Ông kia thì chưa đi anh em ơi. Ông kia dành Lucian của mình vẫn chưa đi luôn. Kỵ sĩ à, nhấp gai biến thiên thần. Không biết lấy cái gì luôn á anh em ơi. Thôi bây giờ mình cũng đang thiếu đồ tăng. À, trời ơi, đang phân vân suy nghĩ lựa chọn tính quất cái giáp gai. Ok, cũng xanh cũng được không sao anh em ơi, cũng xanh cũng ok. Dắt đang thiếu đúng một đồ cho dắt cái quả cung xanh này là hợp lý rồi. The Raven à. Không ra con này luôn á. Dắt tự nhiên lúc đầu, từ đầu game đến giờ luôn nha anh em ơi, không lấy đồ cho dắt mà tự nhiên cuối game dắt có đồ chuẩn luôn. Cung xanh bàn tay với lại lấy kiếm luôn. Không hiểu anh em ơi, lúc đầu game đến giờ là không lấy đồ luôn á, cho dắt luôn á, tự nhiên giờ có đồ chuẩn cho nó chơi. Dành Lucian nè, gõ nè, dành Lucian của tôi nè, Aisan nè. Ui, Aisan 2 level 8, Lucian 2, còn 2 cái Neko. Ui, còn dư hai cái nơ cô chịu đấy. Ok, Lucian tìm Draven thứ hai không ra anh em. Rồi kiếm quả Draven thứ hai không ra luôn thì nên biết mình nên chơi con gì rồi. Thôi bán thôi. Anh à, nhầm con Draven thứ ba chứ không ra. Đấy, mình nói rồi mà, Draven ra trước nhưng mà chưa chắc ra nhiều bằng Lucian. Nên con nào mà lên được 2 sao trước thì mình quất thôi. Hôm nay Jesus sắp 3 nè, một con Jesus nữa, ông Neko lên được 3 luôn nè. Lucian thanh chân nè. Ui, càng thanh chân tốc đánh lên càng nhanh anh em ơi. Ui, đúng là cho đồ gọi là chuẩn với con tướng mà mình cần á thì nó lại khác bọt. Ok ok, cái ông dành Lucian của mình đi rồi. Cái ông dành Lucian của mình đi rồi. Thanh chừng lên tốc đánh mắt nhanh luôn anh em à. Tại vì một cái viên đạn trong cái thanh chừng của nó nha là tính là một đòn đánh thường anh em ơi. Ui, Neko. Hợp lý bạn ơi. Neko là hợp lý đấy. U Lucian. Ba con nữa là đủ, ba con nữa là đủ. Úi xời. Trận này vẫn có thể lên được ba nha, tại vì hai cái Neko lượng anh em. Trận này có hai cái Neko lượng. À, ok ok ok. Hơi khó. Một viên đạn trong thanh trừng của Lucian đó là được tính là một đòn đánh thường đó nha. Nên nó tích stat lên rất là nhanh luôn á. Con nó bắn à, càng ngày bắn càng nhanh anh em ơi. Mà đạn của Lucian bắn ra á là nó lại dựa vào tốc bắn. Tốc bắn càng nhanh á thì đạn nó bắn ra càng nhiều nha anh em. Đấy. Tốc đánh càng nhanh, đạn bắn ra càng nhiều. Mà khi bắn ra là tích thêm tốc đánh. Hợp lý quá nhờ. Lucian đâu rồi? Đừng có trốn nữa. Ui,
Một con nữa là đủ nè. Một con nữa. Ui có luôn. Bạn bớt thôi, tầm này thì reo rủng gì nữa. Rồi rồi rồi, Lucian 3, Lucian 3. Cho em nó bốn pháo thủ luôn nè. Đó, tự nhiên bán reo cái có độ hình đẹp luôn anh em ơi. Hồi nãy mình mới lấy cái biến pháo biến pháo thủ á, rồi sau roll được mid fortune nó đẹp. Bốn pháo thủ, bốn hiệp sĩ, ba vệ binh. Ok, đủ rồi đấy. Lucian làm quả đồ này là đã bắn là chất lượng đó. Áp trứng vàng với chúng tôi à. Trứng vàng làm sao mà bằng tướng vàng được anh em ơi. Tướng vàng mới là chất lượng. Hồi. Một bắn đạn thôi. Tốc đánh lên kìa, gần full tốc đánh luôn. Chỉ trong vòng gọi là một bắn đạn nha anh em ơi, mà Lucian từ một chấm mấy tốc đánh đó, lên một phát gần 5 chấm tốc đánh. Đỉnh chưa? Giờ không có slot để bỏ reo vào luôn á. Cho mấy thằng nào bồi này chết trước đi. À đồ lấy Vigo bắt mình hả? Khổ cá. Thắng chân. Tóc bắn lên nè anh em ơi. Nhìn nè. Có lên nè. Ôi full tóc đánh mất nhanh luôn. Quên luôn, ok, và GG tất cả nhà tại mình em. Hẹn lần sau, hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.